Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ thử máy. Đời sống đôi khi xảy ra những chuyện lạ lùng. Có một chú bé ở dưới Đồng Tháp, được nói là 10 tuổi, đi vào một cái công trường đang xây dựng cầu cống, rồi bị lọt xuống một cái ống bê tông, rớt xuống một cái độ sâu 35 mét. Mà cái ống này đường kính thì chỉ có 25 cm thôi, tức là hơn cái găng tay của người lớn khoảng chừng 3 cm. Găng tay người lớn thì thường 21-22 cm, rồi cộng thêm 3 cm nữa là 25 cm, mà sao một chú bé 10 tuổi có thể rớt xuống dưới đó được? Chuyện xảy ra đã ở Đồng Tháp, và mấy hôm nay thì tin tức người ta nói rất là nhiều, gọi là chú bé lọt ống bê tông. Câu chuyện nó thật là buồn. Đời sống đôi khi xảy ra những chuyện nó rất là hãn hữu, nó rất là hiếm có, hiếm thể nào xảy ra mà nó vẫn xảy ra, dường như là không thể khác được. Nói theo tâm linh thì chắc người ta nói là định mệnh, còn nếu mà giải thích theo cái thực sự của đời sống hoặc là lý giải theo khoa học thì có khi là không lý giải được. 54321. Xin chào những người đang nghe và sẽ nghe, những người vô hình và thầm lặng. Hôm nay chúng ta sẽ có một vài suy nghĩ về chuyện của một cậu bé, nói là Hạo Nam mà ở dưới Đồng Tháp mà rớt xuống một cái ống bê tông sâu dưới lòng đất. Và đến bây giờ thì cái công cuộc mà được nói là không biết là dùng cái chữ gì nữa, tại vì nói tìm kiếm thì em bé đang ở dưới đó, cũng không không phải là tìm kiếm mà được nói là đưa em bé lên, có lẽ là dùng từ đưa em bé lên thì nó thích hợp nhất. Còn nếu mà nói chuyện giải cứu thì có lẽ là muộn rồi, bởi vì từ hôm mà em bé Hảo Nam nó rớt xuống đến giờ thì đã nói là bước qua ngày thứ 10. Ngày thứ 10 thì có lẽ là không thể nào cứu được nữa. Đưa em bé về với cha mẹ. Đây là một cái câu chuyện rất là buồn. Trước khi kể câu chuyện này á, thì chúng ta cùng nghe một cái câu chuyện hình như là, không biết là có phải Ngàn Lẻ Một Đêm không, hay là một câu chuyện nào, một câu chuyện lạ thường. Cái địa danh này thì nói là Samara, nhưng mà theo cái trí nhớ của chủ kênh Thông Tấn Xã Vỉa Hè chia sẻ với chú đó, thì câu chuyện này là dường như là câu chuyện của những người Ả Rập Ngàn Lẻ Một Đêm ở xứ Ba Tư. Mà bây giờ lớn lên đó, mà nhớ lại thì thấy cái địa danh mà Samara thì nó lại thuộc về nước Nga, thì không biết là như thế nào, trí nhớ thì lâu ngày quá. Có thể câu chuyện đó là câu chuyện của người Nga chứ không phải là của Ngàn Lẻ Một Đêm, nhưng mà mình nhầm lẫn qua Ngàn Lẻ Một Đêm. Câu chuyện kể rằng đó là có một cái chú bé là đầy tớ của một cái nhà giàu đấy, thì có đi ra ngoài chợ mua đồ cho ông chủ. Mua đồ cho ông chủ thì cậu bé đấy là không có mua được đồ, mà tự nhiên là từ ngoài chợ chạy về nhà nhà của ông chủ và phóng vào trong nhà với một cái sự hoảng sợ. Thì ông chủ mới hỏi là có chuyện gì. Cậu bé mới nói rằng là có người muốn giết cậu bé. Hỏi là vì sao muốn giết cậu bé thì cậu bé mới nói là có một người đàn ông mặc một cái áo choàng màu đen dài, thiệt là dài, xong rồi cứ nhìn cậu bé hoài, xong rồi đi theo hoài. Thì cậu bé cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy một cái điều nguy hiểm, cho nên sợ quá bỏ chạy về nhà. Thì cậu bé mới nói với ông chủ là thôi tôi xin nghỉ, ông chủ cho tôi nghỉ để tôi về quê, chứ tôi ở đây tôi thấy không an toàn nếu người ta có thể giết tôi. Nói thế xong rồi đó là coi như là lấy một số đồ rồi coi như chạy mất tiêu, là được hiểu rằng là sẽ đi về quê bằng cách nào đó. Thì cái địa danh mà nói rằng là nói là tôi phải về quê tôi ở Samara ông chủ ơi, nói thế xong là chạy mất tiêu, sợ quá. Thì ông chủ này ông rất là ngạc nhiên, ông mới ra ngoài chợ ông tìm một cái người mặc áo đen. Thì ông thấy một cái người mặc áo đen ở trong chợ đấy mà ông không có biết mặt,
thì ông nghĩ là ở xa tới, thì ông mới tới ông hỏi là có phải là ông làm cho cái người đầy tớ của tôi là sợ hãi hay không. Thì ông mặc áo đen ông mới nói là đầy tớ của ngươi là ai. Thì ông mới kể lại cái câu chuyện người đầy tớ của tôi là như thế. Thì cuối cùng đó là cái ông đấy ông nói là tôi chỉ ngạc nhiên á là vì sao cậu bé này lại ở đây, mà trong khi á là theo như mà tôi biết á thì tối nay tôi sẽ gặp cậu bé đó ở Samara, là cái quê của cậu bé đó, mà bây giờ cậu bé đó vẫn ở đây cho nên tôi rất là ngạc nhiên. Thì cái ông này ông mới nói là sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy, vì sao ông có thể biết trước được là tối nay ông sẽ gặp cậu bé đó ở Samara, và bây giờ thì cậu bé đó đã sợ hãi mà đã trở về quê nhà ở Samara. Thì ông mặc áo đen ông nói là ta cũng không biết nữa, theo như lịch trình mà ta sẽ gặp những người mà ta gặp thì tối nay ta gặp cậu bé đó ở Samara chứ không phải ở đây, mà giờ này vẫn còn thấy cậu bé ở đây thì ta rất là ngạc nhiên. Thì cái ông chủ đó ông mới hỏi là ông là ai. Rồi ông mặc áo tròn đen ông nói là ta là thần chết. Thì cái câu chuyện nó là một câu chuyện huyền hoặc, nhưng mà nó vẫn cho thấy rằng là cuộc sống đôi khi có những chuyện nó xảy ra là như thế, và cuối cùng thì nó dẫn đến như thế. Ở đây câu chuyện đó là ông thần chết đó, ông nói là ông sẽ gặp cậu bé ở Samara, là được hiểu là tối ngày hôm đó thì ông sẽ đưa cậu bé đi, cậu bé nó sẽ chết. Nhưng mà lúc ban ngày á thì ông vẫn gặp cậu bé ở nơi đây, cái thành phố của cái ông chủ đó. Thì ông ngạc nhiên là đúng, là tại vì cái khoảng cách hai nơi là nó có một cái khoảng cách không gian, mà sao là cái cậu bé nó ở thành phố này thì vô lẽ là cậu bé nó tối nay không có chết ở Samara hay sao. Thì quay đi quẩn lại thì vòng vòng một lúc thì cậu bé nó cũng sẽ về Samara, và tối đó thì cậu bé nó sẽ chết. Ông thần chết thì ông sẽ rước linh hồn cậu bé đi. Thì cái câu chuyện nó kể ra thì nó vừa có một cái sự hơi hài hước, nhưng mà nó cũng có một cái sự là đoan chắc á, là cuộc sống đôi khi nó xảy ra như thế thì nó sẽ xảy ra như thế, nó không khác được, nó giống như là định mệnh. Thì cái chú bé mà Hảo Nam ở dưới đồng tháp đó, thì câu chuyện này là một câu chuyện buồn, và phải nói rằng là nếu mà nói về tâm linh á thì cũng cảm thấy có một số điều là nó lăn tăn, là cái câu chuyện mà cậu bé Hào Nam mà rớt xuống cái ống bê tông mà sâu tới 35 mét đó, thì nó phải nói là nó rất là hiếm xảy ra được, nó hãn hữu luôn, không dễ gì xảy ra mà nó lại xảy ra. Và cái chuyện như thế là dường như là không chắn được, vì nó hiếm xảy ra mà nó vẫn xảy ra thì có khi là nó không chắn được, nó giống như là một cái sự là đã định hay không thì cái đấy chúng ta cũng không biết. Nhưng mà nói về cái chuyện mà bây giờ đó là cậu bé ở dưới đó thì có lẽ là 10 ngày trôi qua thì không thể cứu được nữa. Và những cái gì mà bây giờ phía nhà nước, phía những cái công ty đấu thầu của cái công trình giao thông ở chỗ Đồng Tháp á, làm mọi cách để đưa cậu bé lên á, thì phải nói là rất là tốn kém, ảnh hưởng đến cái công trình đó. Mọi công việc ở đó thì có lẽ là đang tạm ngưng lại, và người ta tìm mọi cách để người ta moi đất lên, rồi người ta kéo cái cọc bê tông nó lên. Thì hẳn nhiên là tốn kém về nhân lực, tốn kém về thời gian, rồi tốn kém về thiết bị, nó ảnh hưởng đủ chuyện. Quy ra tiền rồi bạc thì nó rất là lớn. Mà cậu bé nó mất rồi thì cũng không thể nào để cậu bé ở dưới đó được, cũng vẫn phải đưa cậu bé đó lên, đưa bé Hảo Nam lên. Thì theo như được biết thì cái công trình giao thông nó là có nhiều cái mố cọc, và người ta thì đóng những cái cọc bê tông đó, những cái ống bê tông nó xuống, được nói là ba ống chồng lên nhau à, mà độ sâu tới 35 mét thì sâu quá. Mà bây giờ cậu bé lọt ở trong lòng ống đó sâu 35 mét thì muốn đưa cậu bé nó lên á thì phải làm sao mà rút cái ống bê tông nó, mà rút theo một cái cách là nhẹ nhàng và không ảnh hưởng gì tới bé Hảo Nam. Thì muốn làm như thế thì người ta không thể nào mà rút cái ống bê tông nó lên, bởi vì rút ống bê tông nó lên á, thì đất ở bên ngoài á, đất bùn nó thì nó sẽ chảy vô cái chỗ khoảng trống mà rút lên như thế, thì nó sẽ vùi lấp bé Hảo Nam ở dưới đó. Cho nên bây giờ người ta là phải ấn một cái vòng sắt tròn rộng hơn cái ống bê tông đó,
đường kính là được nói là hơn 1 mét hả, 2 mét ấn xuống coi như là rộng xuống xung quanh cái ống bê tông đó, xong rồi mới đào đất ở xung quanh ống bê tông nó lên, và khi mà đến đáy của bê tông á, thì mới bắt đầu rút cái ống bê tông nó lên, là được hiểu là giống như là đảm bảo rút cái ống bê tông nó lên là không có đất đá là vùi xuống cái khoảng trống mà ống bê tông nó được rút lên. Thì chúng ta thấy công việc nó rất là khó khăn, một cái việc nó cũng tốn kém vô cùng. Mà bây giờ đi xuống dưới sâu đó thì gặp cái địa chất dưới đó thì được nói là cứng thì cũng không xuống được, khó xuống được. Trong trường hợp mà cậu bé Hạo Nam mà còn sống đi chẳng hạn đó, thì rút cái ống bê tông đó như thế nào mà để không ảnh hưởng đến cơ thể của bé Hạo Nam thì nó cũng khó nữa, nó khó đủ đường. Thực sự là bài toán nó quá khó. Mà quá khó như thế thì cũng là đặt lại câu chuyện cái câu chuyện ban đầu là vì sao bé Hạo Nam lại rớt xuống cái ống đó. Một cái ống mà đường kính 25 cm mà một cậu bé có thể rớt lọt xuống dưới đó được. Bây giờ nhiều người á, thì họ thấy cái câu chuyện này xảy ra xong rồi cái sự mà đưa bé Hạo Nam lên á, lâu quá thì người ta nói là có khi nào á, là bây giờ người ta đang khoan một cái công trình mà giải cứu như thế thì khoan nhầm lỗi hay không? Ở đấy có nhiều ống bê tông nữa, có khi là bé Hạo Nam rớt xuống một cái ống bê tông khác chứ không phải cái chỗ đó. Rồi người ta nói là vì sao mà lâu như thế, 10 ngày trôi qua, 9 ngày trôi qua mà sao bây giờ lại tiếp tục làm gì nữa. Người ta nói đủ thứ này, kiểu giống như người ta chê chính quyền, chê cái chỗ mà những công ty liên quan đó. Nhưng mà chúng ta thấy điều này nó khó như vậy đó mà bảo sao. Theo như những gì kể lại đó thì những người công nhân ở hiện trường á, lúc đó liền được nói là đang giờ ăn cơm trưa. Xong rồi là bé Hảo Nam và một số bạn bè vô cái khu vực đó, khu vực đó thì có quay lại rồi, khu công trường thi công thì được hiểu là không ai được vô hết, mấy mấy bé này thì vô xong rồi lọt xuống. Và khi lọt xuống như thế thì những người bạn đó là chạy tới mấy chú công nhân đó để nói rằng là bạn của con bị rớt xuống, thì mấy chú công nhân mới chạy ra như thế thì cũng không biết là tất cả các bé đều chạy đi kêu cứu hay là chỉ một số em. Nhưng mà khi quay lại á, thì mấy chú công nhân thì được nói rằng là vẫn nghe tiếng của bé Hảo Nam là dội từ dưới dội lên, nói là chú ơi cứu con, rồi nói là thòng dây xuống để kéo lên mà kéo không được. Thì tức là những người công nhân ở ngay chỗ đó chạy ra đó thì vẫn biết được là bé Hảo Nam là ở cái ống đó, bởi vì người ta làm nghề xây dựng, người ta làm nghề giao thông ở đó thì người ta sẽ biết là ống nó là ống nào và tiếng vọng mà vọng từ ống nào lên thì đúng là bé Hảo Nam ở dưới đó rồi, chứ cũng không thể nào mà nói chuyện nhầm lẫn được. Thì cái ống đó nó nằm ở đó, xong rồi là bây giờ mà những cái đội chuyên trách mà tới đó thì coi như mấy người công nhân là bàn giao lại cho lực lượng chuyên trách bên phía công an, thì ống đó thì vẫn là ống đó thôi, chứ chắc cũng khó mà xảy ra cái chuyện nhầm lẫn, cũng khó mà nói rằng là bé Hạo Nam thì rớt ống này mà sao lại giải cứu ở ống kia. Còn nếu mà nhầm lẫn nữa hay không thì chúng ta chờ thời gian mới biết thôi, chứ còn với những gì xảy ra thì chắc cũng khó nhầm lẫn. Ở đây thì chỉ nói đến chuyện là theo như những người mà có mặt tại hiện trường sớm nhất á, thì nói rằng là kể cả ba của bé Hảo Nam cũng ra nữa, nghe nói là như thế, và nói rằng là chú ơi cứu con á, thì lúc đầu thì còn thấy kêu nhưng mà lúc sau thì không nghe nữa. Thì như thế là có thể ở dưới đó là thiếu không khí, dưới đó là cái không khí nó không có được giống như ở trên phía mặt trên mặt đất này, cho nên nó làm cho bé là bị ngộp thở. Thì ngay cái ngày đầu tiên đó, thì trong vòng 10 phút mười mấy phút là đã không nghe tiếng của bé Hạo Nam rồi, thì cái chuyện xấu có thể nó xảy ra ngay từ ngày đầu tiên rồi. Thì chúng ta thấy một cái ống bê tông mà sâu xuống dưới lòng đất mà 35 mét mà chật hẹp như vậy, thiếu không khí như vậy, nếu mà qua đêm nữa thì có thể là sẽ lạnh lẽo, có thể là bé là sẽ bị đói mất năng lượng. Mà thường một bé 10 tuổi mà rớt xuống cái khu vực dưới sâu dưới đó thì thực sự cái nỗi sợ đó cũng có thể làm cho bé là sẽ không có được toàn vẹn. Cái sợ có thể làm cho người ta giống như là cứng hết cơ, cơ thể bị cứng lại. Cơ thể cứng lại xong có khi là sẽ bị ngộp thở.
Nói chung là cái nỗi sợ thì nó cũng áp đảo cái tinh thần của người ta lắm, áp đảo cái tinh thần xong nó ảnh hưởng đến cơ, đến gân cơ, đến mọi cái cử động, rồi ngộp thở dưới đó nữa thì có thể là sẽ đứt hơi. Cho nên mới thấy nói rằng là cái ngày đầu tiên đó thì những cái giây phút ban đầu đó thì còn thấy một cái sự sống của bé Hào Nam, rồi sau đó thì không thấy nữa. Và mấy ngày sau đó thì coi như là bên phía Đồng Tháp á, là người ta cũng nói là cái khả năng mà cứu bé là không cứu được, tiên lượng rất là xấu. Thì đến bây giờ nữa thì cũng không hiểu là kết luận như thế nào mà nói rằng là bé Hào Nam là coi như là không còn sống nữa. Có thể người ta soi đèn xuống như thế nào đó người ta thấy là cái tình trạng có thể không sống. Thì ở đây chúng ta chỉ nói về cái chuyện đó là cái chuyện hãn hữu, cái chuyện hiếm có như thế mà sao xảy ra. Nó cũng phải có nguyên nhân. Thứ nhất đó là bé Hào Nam với cả một số bạn là vô trong cái bãi mà nhiều cái ống bê tông như thế. Thì vô trong đó, một cái hiện trường xây dựng đó mà vô là rõ ràng là thấy không được rồi. Bé 10 tuổi, các bé 10 tuổi như thế thì có ý thức được cái chuyện là khu đó là khu đang thi công, không được phép vô hay không. Còn nếu mà biết là không được phép vô mà vẫn vô á, thì bên phía chính quyền họ nói rằng là khu vực này là đang thi công, có trăng dây là được hiểu là những người không phận sự thì không được vô. Nhưng mà các bé mà một khi muốn vô đó thì dù có căng dây hay là như thế nào, hàng rào gì đó mà các bé muốn vô mà có một kẽ hở gì đó thì các bé sẽ vô thôi. Ở đây chỉ nói vô mà có cảm nhận được cái sự nguy hiểm không? Bây giờ nói các bé là 10 tuổi đi, 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi thì cũng đủ để biết, hiểu biết, nhận thức. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống mà những bé 10 tuổi mà chúng ta nói chuyện thì các em có thể là đã đi học, các em học lớp 3, lớp 4 gì đấy, thì các em có thể vẫn biết là chỗ nào thì nên vô, chỗ nào không nên vô, hoặc là chỗ nào là có nguy hiểm chẳng hạn. Thì ở đây thì thấy báo chí lâu nay không có nhắc gì đến chuyện là vì sao các bé lại vô đó làm gì. Đừng nói là các bé vô đó để lượm sắt vụn, lượm sắt đi bán. Thì công trình giao thông như thế, à công trình xây dựng như thế, mà vô thì lấy sắt là sao? Sắt là có thể là các chú công nhân cưa sắt ra được, có sắt dư để đâu đó thì coi như các bé vô lấy đem đi bán. Tại vì bé thì nói với cha mẹ rằng á là con tự kiếm tiền được rồi, con không không có cần phiền tới cha mẹ nữa. Cha của bé thì nói rằng là bé có xin tiền để nộp tiền học võ, nhưng mà hình như 60.000 hay sao đó, nhưng mà không có, cho nên là bé mới đi lượm sắt kiếm tiền. Nhưng mà có khoe với mẹ là con tự lo được tiền, con không cần xin cha mẹ nữa. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đơn giản trong cuộc sống là như thế, nhưng mà khi nó xảy ra chuyện đáng tiếc á thì nó đáng tiếc mà nó có nguyên nhân kết quả hết. Tuổi của các bé là tuổi đi học, nhưng mà không hiểu sao lại vô cái công trình giao thông của nhà nước để mà đi lượm sắt ra bán. Thì rõ ràng có nhiều cái thì nó dẫn đến cái chuyện đó. Tuổi đi học thì đi học mà đi lượm sắt để bán lượm sắt là bán lượm sắt để đi học võ, chứ không phải là bán sắt để có tiền mà đưa cho cha mẹ mua gạo, cũng không đến mức là như thế. Thì rõ ràng là câu chuyện này là câu chuyện là trong cuộc sống thì tất cả mọi người thì phải tiên liệu và cẩn thận và cảnh giác và dặn dò con em thôi. Mà giả dụ như trong cuộc sống là không nên đến chỗ nào, làm cái gì thì mỗi người một phận sự, người lớn thì đi làm, trẻ em thì đi học. Chứ còn nếu mà trẻ em mà lại nói là đi kiếm kiếm sắt để bán để kiếm tiền là nó bắt đầu nó hơi sai sai một cái là nó sẽ có thể dẫn đến những hậu quả sai liền. Nhiều chuyện nó xảy ra như thế, thực sự là chuyện nó hãn hữu và đáng tiếc. Rồi là có câu chuyện người lớn là cha mẹ bé nó thì được nói là cực khổ, nghèo khổ, không có lo, không có thời gian nhiều để lo cho con. Người cha thì có nói rằng là lo cuộc sống quá cho nên không có thời gian để ý đến con mới xảy ra chuyện như thế. Mà chuyện này thì thực sự nó cũng xui quá chừng xui luôn. Tại vì hồi đó đến giờ đó, bao nhiêu người chúng ta sống thì cũng chưa bao giờ nghe chuyện mà một em bé 10 tuổi mà rớt xuống một cái ống bê tông mà đường kính thì có là hơn một gang tay người lớn thôi. Có thể là cả trăm năm là chưa nghe cái chuyện đó. Giả dụ như là chủ kênh Thông Dẫn Ra Vỉa Hè chia sẻ với chú á, là năm nay là 54 tuổi, thì lúc mà biết suy nghĩ thì chắc 5-6 tuổi, 6-7 tuổi là cũng đã có trí nhớ rồi. Nhưng mà từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ nghe một cái câu chuyện lạ lùng như vậy. Và nhiều người khác nữa thì cũng chưa từng nghe mà bây giờ nó xảy ra.
Thì đúng là cái chuyện là nó đáng tiếc, nó xảy ra hãn hữu và không không làm gì được, thì chính quyền thì cũng cũng không thể nào bị bắt lỗi. Những người mà thi công ở đấy cũng không thể nào nói bị bắt lỗi được. Lâu nay thì người ta vẫn thi công, vẫn làm việc và cũng chẳng xảy ra chuyện gì, mà bây giờ xui xẻo cái chuyện nó xảy ra thì nó là như thế. Thì rõ ràng là tất cả mọi người thì đều có một ý thức, xong rồi coi như cuộc sống á, mỗi người một bổn phận, rồi dặn dò nhau cẩn thận, người lớn thì cẩn thận người lớn, trẻ em thì cẩn thận trẻ em, thì nó mới đề phòng được những chuyện rủi ro thôi. Chứ còn cái chuyện này nó xảy ra, nó hãn hữu như thế mà đã xảy ra rồi đó, thì đúng là đáng tiếc xảy ra thì tất cả mọi người cảm thấy tiếc. Nhưng mà nếu mà bây giờ nhìn những gì mà nhà chính quyền và các công ty liên quan đang tiến hành để đưa bé về đó, thì thực sự thấy nó quá là mất công, và đồng thời là có thể nói là cái tổn thất nó quá lớn này, không tưởng tượng được. Đó là cái câu chuyện nó là như vậy. Một vài suy nghĩ về câu chuyện này là như thế. Nói ra thì nó cũng ảnh hưởng đến gia đình của bé Hảo Nam. Cái tâm lý mà mất con như thế thì đau thương đó. Nhưng mà đối với những người còn sống thì cũng là một bài học kinh nghiệm cho tất cả các bên. Đối với phụ huynh cũng là một kinh nghiệm, đối với các em bé cũng là kinh nghiệm. Rồi đến với công ty thi công cũng là có kinh nghiệm. Rồi đến là những người bảo vệ của công trình nữa. Đủ những người liên quan hết, thì mỗi người cứ mà ý thức tốt và tuân thủ tốt đúng mọi nội quy, kỹ càng mọi điều đó. Phụ huynh thì dặn dò trẻ em, mà trẻ em thì nghe lời người lớn. Đi học xong thì có thời gian rảnh thì như thế nào, cũng đừng có để ý đến những cái chỗ công trường xây dựng như thế mà nói là đi lượm sắt để bán được bao nhiêu tiền đó, nộp tiền học võ này kia đó. Thì đúng là những cái chuyện đáng tiếc nó xảy ra mà không ai ngờ được. Thôi thì chúng ta cầu mong cho bé Hảo Nam sẽ được về với cha mẹ, được về nhà. Rồi cái sự tìm kiếm á, thì cuối cùng cũng đưa được bé lên. Một vài điều là suy nghĩ như thế. Cảm ơn mọi người thì đã nghe cho chúng tôi có một vài chia sẻ, có một vài suy nghĩ bày tỏ.